Đây là hàng mới về từ Nhật nha cả nhà. Mitsubishi MT2801D Kumai luôn, một cầu. Đây, hàng chưa dọn. Mình chiêm ngưỡng hàng từ Nhật về chưa dọn như thế nào nha. Đấy. Đi từ Nhật về. Vừa rớt xuống luôn. Chưa dọn dẹp. MT2801 28 mã lực. Một cầu. Đây. Hàng vừa về đây cả nhà ơi. Cả nhà xem này. Hàng mới về nha. Hàng mới về. Hàng mới về từ Nhật chưa dọn dẹp. Cho cả nhà xem hàng chưa dọn dẹp. Mà khi dọn dẹp ra thì nó đẹp như thế nào thì mọi người xem nha. Đó, nguyên vinh luôn này. Thấy chưa, nguyên con này mới lắm nha. Nguyên vinh một thân con này mới thật đấy. Nguyên chụp chỗ ra là tuyệt vời thôi. Nguyên vinh. Đây, tại nhà xem. Mã số má thì máy gì mà nó không đôn á. Còn chưa dọn dẹp. Còn chưa dọn dẹp mà còn mới. Mã tem mà còn luôn. Các bơm mà nhìn đẹp á. Đây, hàng chưa dọn dẹp đất đai vinh về luôn, đi Nhật về nha. Đó, nguyên si luôn. Ai mà thích hàng nguyên si như thế này thì ra dùng vớt liền con này, hàng nguyên vinh. Bốn máy. Hàng nguyên vinh từ Nhật về, chưa dọn. Cái dầu đất này cả nhà. Nhà xem ghê chưa. Đấy, hàng nguyên vinh từ Nhật về chưa dọn là người bịch nha. Đẹp quá cả nhà. Hàng nguyên từ Nhật về nha cả nhà. Ôi đùi này mọi người xem. Mọi người xem cái độ mới của cái con mà mới từ Nhật về mà chưa dọn này cả nhà. Mình xem ghê chưa. Đấy, hôm nay mình chỉ đi review sơ qua cho nhà biết là có một con Mitsubishi MT2801 mới về từ cửa hàng nha. Còn ai muốn xem hàng chưa dọn thì chạy ra liền. Để xem hàng chưa dọn thì chặn tay chặn mắt luôn. Bên mình mới vừa rước về để đây. Cái bộ y nó tiếp luôn rồi nha. Đẹp chưa? Nhìn cầm thử coi thế nào. Ôi trời ơi. Mọi người à. Con này mới về từ Nhật rồi mọi người. Cái gì dọn dẹp mà đi cầm nó cũng đẹp cả nhà. Trông phẩm thật đó, con ạ. Cái ghế này đó, đầy đất luôn, nguyên đóng đất Nhật. Đấy, còn vứt nắp vẫn nắp đồ đầy tầm lum tầm la nha cả nhà. Mình xem được con nó chạy bao nhiêu giờ. Đầy đất luôn nha. Con này nó chạy 769 giờ cả nhà. Mình tám cho. Ơi mọi người xem đăng ký để tham khảo những dòng máy cày mới về tại cửa hàng mình nha. Còn thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại thì mình đã ghi ở màn hình. Rồi xin chào cả nhà, MT2801 một tàu nha. Bữa nào mình sẽ giờ rửa sạch sẽ xong rồi mình sẽ đi video lên video chi tiết cho cả nhà xem nha. Bên mình thì còn nhiều máy cày lắm, mọi người cần thì cứ liên hệ nha.